Xin chào các bạn, năm cũ đã qua, năm mới đã tới. Năm nay chúng ta đã chào đón năm Quý Tỵ, là một năm đặc biệt mà 60 năm mới có một lần. Nhân dịp này thì Socrates xin giới thiệu các bạn một phiên bản đặc biệt của chiếc iPhone 5. Đây là một phiên bản nhằm kỷ niệm đến cái năm Quý Tỵ đặc biệt này của chúng ta. Và hôm nay mình giới thiệu bài unbox về cái thiết bị này. Các bạn thấy là cái hộp đựng của máy rất là đặc biệt, được làm bằng da. Chúng ta sẽ mở ra, bên trong này là hộp đựng của máy. Nó cũng giống như các thiết bị iPhone 5 phiên bản mạ vàng đặc biệt trước đây mình xem Phonet đã từng giới thiệu qua. Cái chiếc iPhone 5 này là được làm trực tiếp tại Việt Nam, được làm bởi một hãng là Golden Ace, là một trong số rất ít hãng tại Việt Nam có thể làm chế tác mạ vàng cho các thiết bị di động. Bên trong hộp của chúng ta thì sẽ có phụ kiện, trong đó nổi bật nhất chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe được tặng kèm trong cái phiên bản đặc biệt này, có trị giá lên tới 9 triệu đồng. Như vậy là máy vàng thì tai nghe cũng phải vàng cho đủ bộ. Rất là đẹp, phía sau còn có cả đính kim cương. Đây là kim cương nhân tạo. Chúng ta sẽ có một cái móc đeo chìa khóa. Có bao da dành cho chiếc iPhone 5 phiên bản đặc biệt này. Và đây là thẻ bảo hành. Như vậy là mình đã hết về chiếc iPhone 5 này của chúng ta. Đây là iPhone 5 phiên bản màu đen. Mặt trước của nó thì nổi bật nhất chính là cái phím home. Phím home vật lý này là được chế tác bằng hợp kim đính 26 viên đá Swarovski, là đá kim cương nhân tạo mạ vàng. Các bạn đã thấy là nó có một viên kim cương rất là to nằm ở chính giữa phím home. Hai bên cạnh bên của nó là hai cạnh được nẹp viền mạ vàng, bốn góc cũng được đính đá kim cương nhân tạo. Ở cạnh phải này chúng ta là sẽ có khe cắm sim, cái chỗ khe cắm sim này cũng được mạ vàng luôn. Trái của chúng ta thì vẫn có phím tăng giảm âm lượng và hai cái phím này cũng được đính cả đá kim cương. Đây là cần gạt giúp chuyển công tắc nhanh giữa bật và tắt âm lượng của máy, cũng được đính một ít kim cương nhỏ lên đây. Mặt sau là logo quả táo trơn bóng mạ vàng. Con rắn ở mặt sau iPhone 5 đúc vào hợp kim đính kim cương nhân tạo thương hiệu Swarovski mạ vàng luôn. Các bạn thấy là con rắn ở đây của chúng ta là họa tiết trên máy, làm bằng việc vận dụng kỹ thuật là ăn mòn kỹ thuật số bằng phương pháp hóa học, mô phỏng vảy rắn mạ vàng rất tinh xảo. Vì thế nên mà cái trọng lượng của chiếc máy này thêm một ít mạ vàng và cũng như là đính đá nên nó nặng hơn một chút so với phiên bản iPhone 5 gốc là khoảng 33 gram. Thì cầm chiếc máy này trên tay đúng là đầm tay hơn rất nhiều và thoải mái hơn hẳn so với chiếc iPhone 5 phiên bản gốc của Apple. Hai cái miếng che phía trên và phía dưới của chiếc iPhone 5 này trước đây là nó là kính, thì bây giờ thì nó là được làm bằng một loại kim loại. Kim loại này thì là một loại thép không gỉ 316L nhập khẩu từ Mỹ về. Ở bên dưới này của chúng ta bao gồm cổng kết nối Lightning, là cổng kết nối sạc cũng như là kết nối máy tính của chiếc iPhone 5 cũng được mạ vàng. Jack cắm tai nghe 3.5mm cũng tương tự hai bên loa của chiếc iPhone 5. Trên đỉnh máy chúng ta có phím nguồn, phím nguồn này cũng được mạ vàng và đính 5 viên kim cương lên trên này, rất là bóng. Về chiếc iPhone 5 của chúng ta thì nói sơ qua một chút, đây là chiếc iPhone 5 có màn hình lên tới 4 inch, là một chiếc iPhone có kích thước đầu tiên được thay đổi từ hồi iPhone 2G đầu tiên cho đến iPhone 4S. Chiếc máy này có màn hình Retina hiển thị rất là đẹp và sắc nét, mật độ điểm ảnh cao. Cấu hình của máy thì tuy chỉ là vi xử lý lỗi kép bộ nhớ RAM 1GB nhưng là một trong những thiết bị chạy mượt mà nhất hiện nay. Nó đang sử dụng hệ điều hành iOS 6.0.1 và các bạn hiện nay cũng thể nâng cấp lên 6.1 là phiên bản mới nhất hiện nay của Apple dành cho chiếc iPhone 5. Chiếc máy này thì có camera sau là 8 megapixel, có khả năng chụp ảnh trong điều kiện chiếu sáng rất là tốt. Hiện nay trên thị trường thì chắc là nó chỉ thua với chiếc Lumia 920 của Nokia. Có đèn flash LED cũng như là cái mic thu âm thứ hai giúp cho khả năng quay phim tốt hơn. Nói sơ thêm một chút thông tin về cái hình con rắn được in phía sau cái chiếc iPhone 5 này. Thì đây là con rắn này có tên là Python. Đây là một loài rắn có kích thước rất là lớn, hiện nay đã có mặt ở một số nơi nó sinh sống ở tại châu Á, ví dụ như là Trung Quốc hoặc là Singapore. Thì loài rắn này là một loài rắn không phải là loài rắn độc, mà đơn giản là nó chỉ là một loài rắn có kích thước rất là lớn. Vì thế nên nó là một loài rắn hiền hòa. Với những ai mà muốn tìm kiếm cho mình một may mắn trong cái năm Quý Tỵ này thì rất có thể các bạn nên lựa chọn một chiếc iPhone 5 phiên bản đặc biệt này. Nó rất là thời trang, hơn nữa là nó sẽ được biểu tượng cho sự may mắn của bạn trong năm nay. Và chiếc iPhone 5 này có mức giá là 38 triệu đồng, đấy là riêng tiền chế tác, chưa kể tiền máy. Các bạn có thể truy cập vào website 7s.com.vn để xem mức giá chi tiết của chiếc máy này. Và các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share nó với bạn bè và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi thêm các thông tin công nghệ khác của 7s. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.